Chào tất cả các anh em đam mê bầy chim, đặc biệt là anh em đam mê bầy chim đêm. Bên em chuyên chế các loại đầu âm ly do dùng cho anh em chuyên bầy chim. Và như em đã giới thiệu là lâu nay bên em sẽ làm một cái đầu như cái đầu vỏ nhôm là H289. Ngày xưa là chỉ là vỏ nhôm không thôi chứ em chưa đặt tên, nhưng mà lâu nay em ra cái loại đầu H277 cho nên em đặt tên cho cái đầu H289. Và đặc biệt là bây giờ bên em đang cung cấp các loại đầu H277 là rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều. Vỏ hộp bằng nhựa rất tiện dụng, anh em nâng vận chuyển ở để đâu mà quọ một bình là không ảnh hưởng cái gì cả. Như các cái dòng khác là dòng ví dụ như thế là làm hộp sắt, hộp nhôm hay là chơi ý anh em đụng vào cực bình ắc quy là nó sẽ hay bị chập dây cháy dây nhá. Đặc biệt là bây giờ bên em sẽ làm một cái hộp chống cháy bằng H277. Đây là cái dòng H277 đây các bác. Như em giới thiệu là một đường vào, một cổng vào, cổng thỉa ra hai vế. Ra hai vế khác biệt nhau đó. Ví dụ như cái thỉa các bác giống như hát karaoke tách ra hai vế mà các bác có thể chỉnh được hai vế, hai loa hoàn toàn khác biệt nhau. Đấy. Cho nên là đây là cái đầu H277 hai cổng nha. Còn cái đầu là lâu nay là bên em làm là cái đầu này là ngày trước là em làm là cái loại đài này là bây giờ em đặt tên cho nó là H289 nha. H289 thì trước đây là vỏ hộp bằng nhôm nhôm vàng màu đồng á, thì bây giờ em đang làm cái loại bằng hộp màu trắng nha, vì đợt vừa rồi là không lấy được hộp cây nhôm vàng nha, cho nên là bắt buộc phải sang cái bông trắng. Cho nên hôm nay em giới thiệu với anh em là cái đầu H277 này rất là chuẩn nhá, âm thanh rất chuẩn nhá. Khi các bác nhận hàng, các bác có thể kiểm tra hàng, các bác cũng có thể chắn bình ắc quy thẳng đồ rắc nguồn như cái rắc quy hay giống như rắc xuân 288 này. Đấy, các bác có thể thử luôn cũng ok, bên em đồng ý cho các bác thử luôn. Đây là rắc này. Đấy, đây là H277 này. Anh em có nhu cầu có liên hệ số điện thoại và messenger của em là Đức Hiệp này. Messenger của em, Sơn Múc của em là Đức Hiệp nha. Đến điện thoại Zalo của em là 0976149112 nha. Hai cổng hai vé em đã đánh dấu nha. Đấy, vé 2 vé 1 này, vé 1 vé 2 này. Thì đây là công tắc vé 1 và đây là công tắc vé 2. Đây là chét vé 1, bát vé 1, vôn vé 1. Đây là chét V2, bát V2 và vôn V2. Và đây là mặt quắt cắm USB và cắm thẻ nhớ, các bác có thể bắt Bluetooth. Cái này kèm theo một cái điều khiển từ xa. Đấy. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại của em. Đặc biệt cái đầu này rất là chuẩn. Theo với dòng chế bây giờ như cái dòng này là rất ok. Bảo hành cho các bác tuyệt đối 100% nha. Thì không nói nhiều, bên em sẽ bật thử cho các bác nhá. Đây, bây giờ em kết nối V1 là loa phóng này. Đây bé để đèn báo này. Đấy. Thật ra ban ngày á, thì các bác nhìn hơi mờ mờ nhưng mà ban đêm rất là rõ rệt chứ. Đấy. Đấy. Chống chét các bác kia đấy là cắm tỉa vào và chỉnh như tự do nhá. Đây là V2 nhá. Đây là V2 các bác nhá. À. Thì hết có tường 6 nút. Cái nút đầu tiên là nút menu. Nút thứ hai là nút lập lại bài. Nếu các bác chọn một bài nào đó mà các bác chạy liên tục, bác đánh quân gì đó các bác chạy liên tục, bác bấm vào nút thứ hai này. Cột đầu nút thứ hai. Còn nút thứ ba là nút đặc biệt. Nút cuối này, gần cổng USB là nút đặc biệt. Vì nút này là nút lọc âm thanh, có nghĩa là hắn là cái nút y quay 6 thứ tiếng. À, chứ là cái khăn xa 6 chế độ âm thanh. Đấy, nếu như các bác mà cắm cái thẻ nhớ nào vào các bác nghe nó không ngơ ý hoặc
Ví dụ như thế là nhiều cái cảm giác sôi thì các bác bấm vào đây chọn 6 tiết mục. Ví dụ như đây em mở này. Thì bây giờ em chọn là cái này là cái đầu tiên là của nó này. Bấm là cái 2 này. E quan 1 này. E quay 2 này. Thật ra em chỉ thử bấm đấy thôi, chứ còn thật ra phải nghe một lúc sau với bác cái cách cảm nhận được nhá. E quay 3 này. Đấy, E quay 3 là rất là đục tiếng nha. Đấy. E quay 4 là nhiều chét nha. E quay 4 là rất là nhiều chét nha. E quay 5 này. E quay 5 là tách rất hoàn toàn khác nhau nhá. E quay 5 là ngon. Sang bài khác. Đây là nút lập quay bài khác này. Đấy. Tiến bài này. Đây lùi bài này. Đây là tạm dừng nhá. Đây là nút tạm dừng. Và thật ra là cái này nhá, bên em cũng kèm thêm một cái điều khiển nữa. Kèm theo cho anh em một cái điều khiển. Có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại của em, gọi trực tiếp cho em, nhiều khi em cũng hơi bận cho nên là các bác cứ gọi trực tiếp cho em, bên em sẽ chít hàng cho anh em nhé. Đây là cái H277, máy H277 nhá. Đấy, dòng máy như thế, bây giờ hộp nhựa rất là chắc chắn, hộp nhựa là hộp cách điện, hộp này là hộp chịu nhiệt nhá, cũng khó là vỡ nhá, chứ không phải là dễ vỡ đâu nhé các bác nhá, không phải là cái hộp bình thường đâu, vì hộp này là dòng ổ điện công nghiệp. Đấy, em nói thẳng như thế, chứ không phải là hộp nhựa dễ vỡ đâu. Các bác cứ lắng thì không vỡ. Mà cái này là hệ thống là nhựa chống cháy ấy. Đấy. Anh em có nhu cầu có liên hệ, bên em sẽ cấp cho các bác, bảo hành cho các bác từ A đến Z nha. Các bác có thể mua, các bác có thể tháo ra kiểm tra hàng trước khi các bác thanh toán. Đấy. Rồi. Tạm thời, mà cái này là H2 89 nhá. Cái này là đơn nhá các bác nhá. Một đầu vào, một đầu ra. Đó là cần một đơn thôi nhá. Đấy, gọi là rẻ hơn nhá. Anh em nào có nhu cầu đánh đơn thì cứ gọi cho em. Công suất của cái này cũng gần như là cái này luôn, gần như là cái lớn luôn nhá. Nhưng mà đơn nhá. Rồi anh em. Rồi xin chào tạm biệt anh em nhá. Chúc anh em mùa mới này là bội thu nhá.